Nói chung là một người mềm mềm cộng với một người nóng tính tí cũng hay, đúng không anh? À, xin anh? chào bà Nguyễn và xin chào tất cả anh em trên diễn đàn của bà Nguyễn nha. Tôi phản đối anh Dính Tăng. Anh Dính Tăng thế là sai. Tôi cho là anh Dính Tăng sai. Anh không nhìn xa trông rộng bằng lấm. Lấm nó sang Cali, nhiều người Việt, nhiều bao que như thế, nó tranh nhau nhặt hết non rồi. Lấm còn đâu nữa mà nhặt. Nó phải cái đúng sang rồi, bao đúng. ra cái để ít cái bọn chống cộng bao que hơn thì ít người nhặt. Nhặt Nhìn lo cho non đúng. hơn. Đấy, nó nhìn xa trông rộng như thế. Mà ông lại bảo là nó bảo về bác về Cali mới đúng. Cái những thằng này nói như thế là sai, tôi cho sai. Nấm nó nhìn xa trông rộng, nhìn rất là xa. Đấy, đây tôi nói như thế này. Tôi phải nói với thực tế với mọi người này, theo tôi nhé, riêng tư tôi đánh giá cái bọn ba que này là cái bọn thuộc dạng là cái bộ tộc vô lương tâm. Nó sản xuất ra những cái gọi là cái trong nước là những tù nhân vô lương tâm. Và chúng cũng sang bên đó, cái vô lương tâm của chúng nó là chúng chống lại nhà nước Việt Nam, chống lại nhân dân Việt Nam, đó là vô lương tâm. Đấy, có đúng không nào? Đúng không? Mà họ nhìn xa trông rộng hơn chúng ta. Chúng ta ở trong nước, chúng ta chỉ trong nước rồi, còn họ đã nhìn kỹ rồi. Tại sao nhà nước Đức mời sang nó không sang, Mỹ mời sang nó sang Mỹ, và nó lại sang các ba quốc gia? Nó nghĩ rằng sau này không có công an việc làm thì nó nhặt non ở cái bên ấy. Người Mỹ nhiều nó vứt non nhiều, ít người Việt tranh nhau nhặt. Trong bên Cali nhiều chống cộng cực đoan, nó nhặt hết non rồi thì nấm nhặt vào đâu? Làm gì có lại tranh nhau à? Không nhẽ đánh nhau mấy mấy thằng chống cộng cực đoan ở bên đó để nhặt non? Em nói anh này nhá, nghe tin nấm sang một cái có Tạ Phong Tần ấy, nó nhặt lon, nó phản đối ngay. Đầu tiên nó sợ đúng. Sang Cali nhặt tranh lon của nó, thành cùng coi đúng. Như nó phản đối âm ỉ rồi, nhưng mà nó đúng. Thở phào nhẹ nhõm là coi như là khi mà nấm sang bằng tiết giáp chứ không sang Cali đấy là nó mừng. À, cái con mẹ luật vâng, sư nó mừng. Vâng. Đấy, cái con không vừa rồi cái con Tạ Phong Tần nó đã lên trên mạng, nó đã nói về cái con mẹ đấm này không ra cái gì rồi. Vâng. Đúng. Tại vì nó sợ sang đấy nhặt non của nó, nhặt mất non hết non của nó. Bây giờ đáng nhẽ một mình nhặt được 10 cái, nhưng có mẹ lấm sang nó chỉ nhặt được 5 cái thôi, nó mất phần của nó chứ. Vì vậy nó phải sang bên và nhặt một mình nó có thể một mình hoặc ít người nhặt hơn. Ít người nhặt hơn thì nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ví dụ như thế. À, đây nó nhìn xa trông rộng là như thế, chứ không phải là nó sang đấy nó có mục đích cả. Chứ bảo là nó sang bên đó để mà nó không phải sang bên đó. Còn cái việc mà nó phát biểu gì đó cho bọn chống cộng đoan để nó kiếm tiền là cái chuyện của nó thôi. Nhà nước ta không quan tâm đến cái vấn đề đó. Đấy, vì đã đuổi nó đi rồi thì nhà nước ta sai cho sang đấy, nó muốn làm gì là việc của nó, miễn là không ảnh hưởng gì đến nhân dân Việt Nam. Vì nó ở bên đó nó nói cũng đúng như rồi. Bọn chống cộng chống cộng đoan chúng mày sống thoải mái, sang đấy cho chúng mày sống thoải mái. Vâng. Biểu tình thoải mái có ảnh hưởng gì nước Việt Nam đâu. Đấy, chẳng qua là nó sản xuất ra cái nguy hiểm của chúng nó, sản xuất ra cái bọn mà vô lương tâm ở trong nước. Vì vậy chúng ta chỉ cần bẻ gãy cái tư tưởng chống cộng cực đoan của bọn chúng. Đấy, và bẻ gãy cái bọn tư tưởng chống cộng ở trong nước này, những nhà dân chủ, những nhà hoạt động dự gọi là tự xưng những nhà hoạt động dân chủ, những hội nhóm ví dụ như NOU và những hội nhóm coi như là trong nước này, là những hội họ nhóm đó trực tiếp tiếp tay cho cái bọn vô ba que vô lương tâm ở nước ngoài. Đấy, nó là như thế. Trên nước ngoài thì thực tế là ta chỉ là tranh luận với bọn chúng để mà nói ra cái đúng cái sai. Trời ơi, anh em xin lỗi, em trả lời cái thằng điều phạm dân phạm ấy. Chứ nó bảo là vua nó là vua phản động mà Việt Nam làm gì nó xử trong mày 10 năm, đúng không? Thì bây giờ mày thì coi như là chính phủ Mỹ bảo lãnh, coi như là cho mày sang đấy cho mày sống thoải mái đi, đúng không? Chứ còn đúng bây giờ nhá, chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một chế độ rất nhân đạo. Em nói anh nhá. Chứ còn bây giờ đúng ví dụ như là ví dụ trường hợp mẹ đấm nhá, bây giờ ví dụ chính phủ Việt Nam coi như là không cho nó sang nữa thì làm gì được, can thiệp Mỹ bằng trời, đúng không? Thì cũng không cho sang, nhưng mà nói chung những dạng đấy em nói anh là cần phải quét chúng nó ra khỏi đất nước Việt Nam. Đấy, chúng mày đi thì... Cái thứ nhất này đấy, nói nhân cho dân chúng không mày cần. Biết là mấy thằng bao que biết là này, nếu như chính phủ Việt Nam không nhân đạo thì những cái thằng cha ông của những thằng bao que đó cũng chết hết rồi, làm gì còn sống đẻ ra mấy thằng bao que bây giờ. Đấy. Nói cho các bạn biết mẹ cái này. Thằng dân phạm này mà theo Mỹ thì giàu đấy, Bùi Kim Thành, cái thằng dân rồi phạm là này, Cù Quy Hà Vũ, rồi là Điếu Hải Yếu Cầy, rồi là Bùi Thanh Thủy,
rất nhiều những kẻ sang đấy có đứa nào giàu được không, đúng không? Chứ ở nước Việt Nam này tao là cái đàng hoàng này, thấy không, lại sống thanh bình thoải mái, muốn ăn ăn, muốn uống uống, thích nhậu nhậu, muốn đi chơi chơi. Cái thằng xin trả lời cho bạn rất tôi nhá, tôi hôm nọ tôi đã dơ cho bạn xem cái hộ chiếu của tôi đã sang nước ngoài nhiều lần, tôi có hộ chiếu, bây giờ tôi lúc nào cũng được, vì hộ chiếu của tôi là 15 cơ, 15, cho nên tôi mới xin có mấy năm nay, thì tôi vẫn còn thoải mái thời gian tôi đi, vẫn còn đi được, và tôi đã đi được mấy nước rồi, nhiều nước ngoài rồi chứ không phải một nước, nói thế bạn hiểu như thế. Và tôi nói sự thật cho bạn biết này, chỉ có Mỹ là tôi chưa sao. Bây giờ thằng dân phạm chúng ta không, bây giờ những ông cộng sản không cho đi chúng mày làm gì. Đây là thằng dân đảo, đúng. Vào nhà tù chở nó ra thẳng sân bay, đấy, cho mày đi. Và vĩnh viễn không bao giờ được nhìn về đất nước Việt Nam nữa, đau khổ không, khốn nạn không. Mình như thế sướng à? Nếu như cộng sản không cho đi thì bố của thằng dân phạm này cũng bị chết rồi. Không còn sự sống để đẻ ra thằng dân phạm này nữa đâu. Và những tất cả những cái bọn mà sĩ quan ngụy mà đã ở tù mà được mày đưa ra cái thầy HDO đó là cộng sản giết hết rồi, không phải để cho chúng mày còn sống được đâu. Đấy, để mà chúng mày chống cộng đâu. Đấy, nói cho chúng mày biết là như thế nhá. Còn cái bọn như cái con nấm này á, nếu như cộng sản không cho đi, khả năng làm gì, chúng mày làm gì được không? Ok, Tuấn Anh. Tao hỏi mày, chúng mày như thế, chúng mày khả năng chúng mày có làm gì được không đã nào? Bây giờ đấy, bây giờ tao hỏi rằng không phải là một trong biết bao nhiêu người bị bắt về chống chống lại nhà nước Việt Nam, gọi là dân chủ cụ ở trong nước đây, mấy người được đi, mấy người được đi, ngoài ra con nấm này mới bị cái thằng gì đấy nhỉ, thằng gì mà vừa rồi được sang Đức đấy, đấy hai vợ chồng được sang Đức, nó bỏ lại một loạt đàn em của nó ở trong nước, hiện tại bây giờ vẫn ở tù, có ai cứu nó không? Đấy, có phải là ai cũng đưa sang Mỹ không? Cộng sản cho ai đi thì người đó được phép đi. Còn không cho đi thì chúng mày đừng có nói là đi nhá. Chẳng qua là cái bọn đó nếu như giết nó thì lại bảo là xử bắn nó thì lại bảo là cộng sản ác. Cho thôi cứ thả cho chúng mày đi đi. Chúng mày sang bên đó có lặt nhặt non, làm sạch cho nước Mỹ cũng được, kiếm tiền bên đó tranh nhau nhặt non. Cái bọn chống cộng Vũ Đan là 10 thằng thì tao nói là 7 thằng nằm móng còn 3 thằng nhặt non. Tao nói cho chúng mày biết đấy. Cái bọn chống cộng bên nằm như chúng ta không biết gì về cái bọn chống cộng cực đoan ở chúng mày bên nước ngoài. Mày nhìn xem Ngô Kỷ chống cộng bao nhiêu năm nay và đã từng làm những cái gì, đến bây giờ có cái gì, ăn trợ cấp còn ngủ hôm nét, ngủ không có chỗ mà ngủ đấy, ngủ ngoài đường, tắm không có chỗ mà tắm. Mày nhìn xem, đúng không? Người ta cho cái thằng Ngô Kỷ, người ta cho bánh xe coi như một cái bánh xe hơi ấy, coi như là mừng rỡ, coi như là sung sướng quá. Như anh Vương Hùng nhắc đây, anh Nhu Nguyễn Văn Đài đấy, chỉ có hai vợ chồng đó là được đi, chứ còn ngoài ai được đi nữa. Tao hỏi mày, còn cái bọn đàn em của nó biết bao nhiêu thằng đang nằm ngồi tù kia, ai cho đi? Tao hỏi mày đấy. Và cái bọn chúng mày phải nói là bọn vô lương tâm thì đúng, cái ba que là cái bộ tộc vô lương tâm, đó là ba que. Nói cho chúng mày biết thế, chúng mày chống lại nhân dân Việt Nam, chống lại đất nước Việt Nam là chúng mày vô lương tâm. Không, trên thế giới này không có cái dân tộc nào mà lại chống lại chính dân tộc của mình. Chỉ có loại vô lương tâm mới chống lại đất nước của mình, chống lại dân tộc của mình mà thôi. Đấy, tao nói cho chúng mày biết là như thế. Vâng, nhưng mấy em xin lỗi anh Trần Siêu, nói một hai phút về cái vấn đề này. Tức là kể từ thời ông Tổng thống Donald Trump, ông lên làm Tổng thống, thì những cái dạng mà gọi là chúng nó gọi là tù nhân lương tâm ấy, đi sang Mỹ rất ít. Anh thấy một năm nay em thấy là chỉ có hai trường hợp vừa rồi, tức là đúng. Cái con mẹ nấm là một này, với hai là cái thằng mà ca sĩ Việt Khang là hai, đúng không? Từ đầu năm giờ chỉ đúng. Có hai người thôi, chứ còn trước kia cái thời em nói anh nhé, cái chính sách nhập cư của cái chính phủ của Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống coi như là ông Tổng thống Obama, thì nói chung chính sách nhập cư nó còn dễ, mà người ta hay can thiệp vào cái chuyện mà mấy cái thằng gọi là tù nhân lương tâm ấy. Thì là những số đấy mà được chính phủ Mỹ nhận thì cũng hơi nhiều. Cho nên cái một số cái bọn ấy, nó muốn lợi dụng cái chính sách nhập cư đó, nó đứng lên cái gọi là thuyết âm mưu, nó cho trả vờ, nó chống lại cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Cho đó coi như chúng nó chạy sang bên Thái Lan. Thì ở bên đó, mấy cái thằng mà chống cộng cực đoan bên kia, ví dụ như thằng Trịnh Hội, nó làm ở cái tổ chức Voi ấy. Tức là nó muốn cấu kết những người ấy, cứ sang Thái Lan đi, tôi sẽ coi như ở bên đấy.
sẽ coi như là can thiệp với Liên Hợp Quốc, với can thiệp chính phủ Mỹ để mà đưa những người dân ấy, ngu dại, ngu si dần độn chạy sang Thái Lan để mà coi như nó đưa từ Bangkok mà đi Mỹ. Nhưng mà những người đó lại bị coi như là bị chúng nó lừa, đúng không? Tiền thì chúng nó ở kia, chúng nó thành lập ra, chúng nó thâu nhiều quả những người gọi là nhẹ dạ cả tin ở bên Mỹ, chúng nó thâu, chúng nó bỏ vào túi riêng. Còn tất cả những cái bọn mà ngu si dần độn ấy, nó chạy sang bên Thái Lan, anh thấy không? Hiện nay coi như sống chui sống nổi ở bên đó, không có hộ khẩu, không có hộ tịch, công an việc làm để sống chui sống nổi mà đấy. Những lũ ấy khốn nạn chưa, nghe lời chúng nó đi, giấc mơ Mỹ của chúng mày là hiện nay ở bên Thái Lan đấy, sống ở trong rừng trong rú đấy. Đấy, cho nên là bà con nhé, mình hiện nay tôi cảnh báo với tất cả các bà con, hiện nay chính phủ của cái tổng thống Donald Trump thì người ta có chính sách nhập cư rất là khắt khe, chứ không phải là ví dụ như trường hợp ví dụ bây giờ nhé, theo anh Siêu và tôi và tất cả các bạn đã biết, ví dụ những cái gọi là tù nhân lương tâm hiện nay ở Việt Nam coi như là rất là nhiều, đúng không? Cũng nói chung là cũng có một số, nhưng mà nói chung từ đầu năm đến giờ, từ hồi ông tổng thống mới ông Trump ông lên, thì nói chung là số người mà được chính phủ Mỹ coi như là can thiệp là bao nhiêu, đúng không? Hiện nay còn một trường hợp nữa, tôi nói với anh ví dụ trường hợp của cái con mà Trần Thị Nga ở Phủ Lý, đúng không? Nó cũng có một cái hoàn cảnh, cũng là hiện nay con ấy như tội xử 9 năm tù, đúng không? Thì hiện nay nó cũng có hai con còn nhỏ, nhưng mà để được cái ông Phong ấy, ở ngoài Hà Nội ấy, tức là chồng hờ của nó nuôi dưỡng, đúng không? Thì nó cũng chống lại cái nhà nước ta, cũng bị xử 9 năm tù. Nhưng bây giờ ví dụ có một tổ chức nào ấy không, vì con Trần Thị Nga nó không có tiếng tăm gì cả, nó chỉ cái con gọi là con mìa mồm, gọi là mồm loa mép giải ở ngoài Bắc mình nói cái kiểu như thế, đúng không? Cho nên cái bọn kia nó cũng không bảo lãnh nhân gì cả. Ít nhất ví dụ như cái con mà mẹ đấm ấy, thì đại loại cái thành tích chống cộng của nó coi là rất là cao, đúng không? Cho nên là khi mà vợ ông tổng thống Donald Trump ấy, ông mới lên ấy, thì vợ ông có một cái quỹ về cái nó được cái giải thưởng hình như được mấy trăm triệu rồi đấy, về là cái người phụ nữ của năm đấy. Thì nói chung là ví dụ về cái thành tích chống cộng của nó lớn hơn, ví dụ cái con Trần Thị Nga, thì bây giờ ví dụ như ai mà bảo lãnh cho nó sang, đúng không? Đấy, xin mời anh Siêu. Bây giờ tôi nói như thế này, cái bọn chống cộng cực ngu này nó ngu ở chỗ này, nó bị lừa mà nó không biết gì cả. Đấy, ngay cái thằng điếu cày đấy, ở trong nước nó bảo nó bị cộng sản chặt tay, sang bên Mỹ nó mọc ra một cánh tay khác. Nó lừa như ngu thế mà nó chưa mở mắt ra. Rồi cái thằng gì anh đấy vừa rồi mà đấy, chính cái bọn chống cộng cực ngu bây giờ nó mới nói ra đấy là toàn bị lừa, muốn để đưa vợ con thằng gì anh sang bên đấy để lấy cái đó để làm cái bài chống cộng đấy. Nhưng mà thực tế là bây giờ gia đình người ta nói ra như thế, chúng mày nhìn thấy chưa, chúng mày bị lừa như thế, chúng mày quá ngu. Thế mạng đòi sống ở nước văn minh mà bị cái mấy cái thằng chống cộng mà hoặc là mấy thằng dân chủ ở trong nước này luôn lừa cho ngu như thế. Chứ người Việt Nam chúng ta ngay ban đầu chúng ta đã biết ngay chúng ta không bị lừa đâu. Bây giờ ấy, bảo bây giờ này em nói có cái thằng dân phạm ấy, nó bảo nó làm đơn coi như hàng 10 năm hay 20 năm, nó thằng ấy cũng đang muốn đi Mỹ. Không biết này, hiện nay nó về Việt Nam sao nó muốn đi Mỹ. Bây giờ tao bảo cho mày một cách này, đi Mỹ ấy, sang nhá, thằng Mỹ nó còn bế mày từ trên máy bay xuống bằng cách như thế nào không? Mày đi theo dạng EB5, chịu khó làm ăn đi, có cỡ khoảng độ 500.000 đô la, tức là tính nhân tiền Việt Nam giờ cỡ khoảng sấp xỉ 11 tỷ. Đấy, mày cứ bỏ 11 tỷ sang, mà sang đến máy bay cái là thằng Mỹ nó bế mày xuống máy bay luôn. Mà cái loại mà cái thích nằm ngửa ăn sẵn thì tiền đâu ra mẹ một đồng một hào không có, đến đâu 11 tỷ. Mày cứ nhìn đi, mấy tháng nữa thì nhìn thấy gương cái con nấm này của chúng mày. Đấy, cái gương nó sẽ còn đó nhá, cái gương nó còn đó. Tạ Phong Tần, điếu cày, thấy cái gương đó, chúng mày nhìn thấy chưa? Chúng mày nhìn thấy cái gương này chưa? Rồi đến cái con nấm này, chúng mày cũng sẽ nhìn thấy cái gương. Chúng mày bị lừa, cái bọn chống cộng cực ngu này nó lừa. Mà nước Mỹ là mày, những nơi cái loại chúng mày nhập, như thằng dân phạm, mà cái loại mà chúng mày thì coi như là sản phẩm, thích coi như là nằm ngửa ăn sẵn ấy, nghe chưa? Mày sang bên đấy ấy, mẹ coi như là cái phân Mỹ thơm lắm, nhiều thằng nó ngu ấy, phân Mỹ còn ngon hơn cơm Việt. Mẹ đúng là cái loại mà mẹ không đấy, thể chấp nhận được. Đấy, cái loại như gọi là như con nấm này, nó sang bên đấy chẳng qua là muốn ăn cứt Mỹ thì sang đấy thôi. Nhưng mà rồi cứt Mỹ cũng không có mà ăn đâu, phải đi Nhật non. Đấy, giống cái con luật sư gì đấy, đi Nhật non mà đeo lủng là không khác gì ăn mày ở Việt Nam. Bùi Kim Thành đấy. Bùi Kim Thành đấy.
người ta nhìn người ta coi thường lắm. Không những người nước Mỹ, người Mỹ ở bên đó người ta coi thường, mà chính người dân Việt Nam người ta cũng rất coi thường cái loại như thế. Đấy, người dân Việt Nam dù nghèo nhưng mà là quê hương, là nơi chôn rau cắt rốn của mình, là quê hương của mình, xứ sở của mình, mình thoải mái tự do. Người dân Việt nói tiếng Việt, quan hệ với nhau bằng tình cảm, là lòng yêu thương. Còn sang nơi đấy, chúng mày cứ sang bên đấy mà sống. Sống rồi chúng mày biết sống nước ngoài. Tao cũng từng ra đi sống ở nước ngoài, không phải ít năm, cũng mấy năm trời. Và đi một số nước, mấy năm trời. Tao biết. Em nói anh bản thân của em là thủy thủ này. Em đi nhiều nước hơn bất kỳ mấy thằng chống cộng cực đoan ở đây. Đấy, chứ mới biết, mới sang đây, bên đấy, mới thấy là cái tình sang cảm. Mới thấy là mình lạc loài như thế nào. Lạc loài. Mình sống ở đất nước Việt Nam, tuy nhiên đúng. Thực tế là em nói anh, bây giờ mình so sánh cái cuộc sống ở Việt Nam với ở Mỹ thì nói chung là đó một cái cuộc so sánh khập khiễng. Nhưng mình ở với, đối với ở quê hương, đúng cái phong tục tập quán của mình, đúng không? Mình đúng. Gặp những người thân thương của mình, tất cả các thứ nó phù hợp. Thì làm sao bây giờ mình sang đấy, sang bên kia để làm gì? Em, riêng bản thân em nói với anh siêu tất cả các bạn nhé. Hiện nay nhé, có khiêng sang Mỹ, em sống thì em cũng không bao giờ em sang. Đấy. Đúng không? Nói một câu nữa để xong rồi tôi xuống này cho một cho ai nên nói tiếp này. Vâng vâng. Nói để cho rồi. Các bạn bọn ngu này biết này, bọn bao que ngu biết này. Rồi. Muôn đời chúng ta có nhập khẩu hàng nghìn cái người như con nấm thì cũng không làm gì được cộng sản cả. Đấy, nói câu cho mọi người biết. Không bao giờ làm gì được cộng sản đâu, đừng có mơ. Đấy, nói thêm một câu thế thôi rồi tôi xuống nha. Xin chào bà Nguyễn và xin chào mọi người. Vâng, em xin chào anh.